20. Trong mắt Vegeta thì Jiren chẳng khác gì mấy thằng phản diện xấu xa dối trá trước kia cả. Thằng méo nào cũng giả vờ thua anh, rồi sau đó quay lại đánh cho anh khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, trong trận với Jiren thì Vegeta đã thức tỉnh được một loại sức mạnh tối cường, rồi chuyển một cú Final Flash cực mạnh lên phía Jiren. Quả này chấn động cả không gian khiến Jiren nằm lăn quay ra đất. Chà, quả này thì sướng rồi. Vegeta đứng chống nạnh cười ha hả như được mùa, chém gió mình là thằng Saiyan mạnh nhất trong cái vụ như Jiren giỡn thôi. Từ lúc nào tay hắn đã ở ngay bụng Vegeta tấn công Vegeta tơi bời đau đớn trong cơn quê cơn nhục nhã của mình. 21. Jiren có thể coi như là một phiên bản song song của Goku ở vũ trụ khác. Cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi mắt cha mắt mẹ tội nghiệp. Họ đều gặp các trở ngại lớn trong cuộc sống cùng với niềm đam mê sức mạnh mãnh liệt. Thậm chí người thầy thân thiết của họ đã chết đi trong quá trình chiến đấu chống quỷ dữ. Trường hợp của Goku là ông thần rùa đã chết dưới tay đại ma vương Piccolo. Vâng, hai con người thật đồng cảm với nhau, lẽ ra họ đã hợp với nhau lắm. Nhưng méo, vũ trụ của Jiren không có rồng thần để hồi sinh thằng cha nào cả, trong khi vũ trụ của Goku lại siêu lạm phát rồng thần. Mẹ nó cay!